chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiển của em Nhi ha, để cho em Nhi giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép dảo hương bông chùm nè, siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ha, rồi dảo nhung của chú anh chị ha, rồi dảo siêu bông Sài Gòn lá lớn của anh Thiết Long An của chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Hôm nay em Nhi tiếp tục thanh lý xả hàng ha, còn ít ha, em Nhi thanh lý hết luôn cô chú anh chị ha, nó giá cực kỳ rẻ luôn, mong cả nhà vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn em Nhi, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Nhi nha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đây cơm xin cho cô chú anh chị mình lô mai giống nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được kênh ông thôi mà. Như cái clip hôm nay mã số 1H cho cô chú anh chị một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi siêu bông lá lớn phải không em? Dạ. À, cái này về mình lấy bo cũng được cô chú anh chị ha. Rồi mình cắt mình đôn là mình chơi tết năm 2025 ha. Cao 41, tán ngang được 55. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 150. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2H cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi cái này ghép được 2 bo cô chú anh chị ha, siêu bông Sài Gòn. Bo khá là già ha, cây đi đậu rất là sung nha. Rồi xong số luôn đi em. Quanh được 12, cao được 34, tán ngang được 61. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 150. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4H nha cô chú anh chị, 3H. 3H là cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi giống chú Sáu Bình Dương luôn ha. Trời cái bông bự nè cô chú anh chị. Quá trời cái bông ha. Không, nó bông đẹp lắm. Quanh 13. Còn trái nhóc luôn nè cô chú anh chị ha. Cao 84, tán ngang được 83. Cây đẹp của chú anh chị mình giá 350. Rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4H. 4H nha, một cây dảo hôm nha cô chú anh chị. Rồi dảo hương ha. Dạ. À, cây này mình không cắt đôm thôi chứ cắt đôm cái lên tàn xôi nè. Quanh được 12. Đi đọt nè, bóp ngọn coi nè. Ngon cao nha cô chú anh chị. 50, tán ngang 30. Cây này em để cô chú anh chị giá 150. Đổi cây. Rồi mã số 5H. 5H cây dẻo nhung nha. Rồi xoay vòng luôn em xuê. Rồi thông số luôn nha. Hoành được 14, cao 72, tháng ngang 55. Cây để cô chú anh chị mình giá 220 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6H. 6H là cây dẻo nhung nha cô chú anh chị. Rồi cái bông này, cái phơm bông nhìn là biết liền cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dẻo nhung nha. Ôi bông nó cũng teo đẹp ghê luôn, cánh tròn vo. Rồi thông số luôn em ha. Quanh được 14. Rồi. Cao 76. Tán ngang được 42. Cây này để cô chú anh chị mình giá cái này là 170 thôi nha. Rồi. Thì cắt đôm lại. Rồi tiếp theo cây mã số 7H. 7H cũng là cây Sài Gòn nha. Rồi, siêu bông Sài Gòn. Rồi cây này mà cắt đôm nó lên coi nè. Cắt đôm nó lên vậy nha cô chú anh chị. Cây này chưa cắt như thế này luôn nha cô chú anh chị, chưa cắt đôm luôn, tự rụng lá nó lên nè. Em Nhi lật lá. Em Nhi lật lá cho lên á. Quanh được 15. Rồi. Cao 32. Tháng ngang 38, cây này của chú anh chị 150 nha. Rồi, mình đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8H nha, một cây, cây này cây của dẻo nhung nha. Rồi, dẻo nhung ha. Lá nó toàn bự vậy nè. Rồi, thông số luôn em. Hoành được 10. Rồi. Cao được 29, tán ngang được 50. Cây này của chú anh chị 150. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9H. 9H hả? 9H, rồi. Cây này là cây cây này cây dẻo hương bông chùm nha. Rồi hương bông chùm nha cô chú anh chị. Hoành được 14. Rồi. Cao 60, tới ngang được 50. Cái này cô chú anh chị mình giá gần xa mình giá 170. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo mã số 10 ha. 10H một cây cái này cây Sài Gòn nha. Rồi siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Cái này cũ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Hoành được 14. Cao 58, tới ngang được 53. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 180 ngàn. Và cũng một cây cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh nào ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em thân cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.